Ra Du trở lại, sánh ngôi hạnh phúc cùng Tae In Jae Bon trong phim mới Mata Laza. Mata Laza là câu chuyện về tiến sĩ Purim, một người hoàn hảo trong mọi khía cạnh, kể cả gia đình, học vấn, công việc. Purim luôn đi trong vòng tròn mà cha anh đã vẽ cho anh thiếu đi sự tự do. Và một ngày định mệnh đã đưa đến cuộc đời Purim người hàng xóm mới tên là Mata Laza. Cô sinh ra trong một gia đình LGBT với người bố là một Dark Queen. Là một người có cá tính mạnh mẽ, cô luôn sẵn sàng bảo vệ người thân trong gia đình trước mọi chuyện. Tưởng chừng những nhân vật xa lạ này sẽ chẳng ảnh hưởng gì đến Purim, nhưng không ngờ họ chính là yếu tố quan trọng để lấp đầy hố sâu trong trái tim anh. Phim gây ấn tượng với diễn xuất tuyệt vời của các diễn viên, khiến đất nhân vật trở nên sống động. Kịch bản tinh tế của phim khai thác tình yêu phức tạp, mâu thuẫn đã tạo nên sức hút và sự kết nối với khán giả.